Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học lập trình Next.js kết hợp với LEMSTACK tại hệ thống học lập trình trực tuyến GenVN. Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kiến thức liên quan tới việc so sánh sự khác nhau giữa hai thằng Server Side Rendering và Client Side Rendering. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới nội dung thứ tư, tìm hiểu các kiến thức liên quan cũng khá là quan trọng, đó chính là Pages, Routing và Layouts. Thì ba thằng này là một cái nhóm kiến thức khá là cơ bản nhưng mà nó cực kỳ quan trọng ha Chúng ta sẽ dùng rất nhiều và dùng thường xuyên trong giảng thực tế Đầu tiên là về phần Pages Cái này cũng khá là quen rồi Khi chúng ta học về vue Chúng ta cũng đã biết cách tự tổ chức cái cấu trúc ứng dụng của chúng ta Thành nhiều bay nhỏ Và trong mỗi bay nhỏ sẽ có những cái component kèm theo bên trong Thì đối với Node.js cũng tương tự như vậy Trong phần thư mục Pages này chúng ta đã tìm hiểu rồi ha Cái thư mục này là thư mục bắt buộc và chúng ta không được phép sửa tên Đấy trong phần Redmi cũng có nói rồi được chưa nó sẽ chứa toàn bộ cái file chấm view của mình thì lúc này tương tự như trong khoa học vue chúng ta sẽ tổ chức ứng dụng của mình thành nhiều trang nhỏ và mỗi trang nhỏ nó sẽ có những cái component thì các bạn nhớ là thư mục component này này nó sẽ không bắt buộc ha chúng ta có thể sử dụng tên này hoặc là sử dụng tên khác tùy mình chỉ cần mình import vào và xài thôi và bản thân thằng node chết nó cũng không có load hết tất cả những cái component ở trong đây đấy thì chỉ có thư mục bay là nó làm như vậy thôi rồi đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái thằng index.vue.js này Thì lúc này các bạn thấy là toàn bộ cái phần nội dung hiển thị ở trang chủ của mình á Nó sẽ đi vào trong cái index.vue.js Và thằng node.js nó sẽ có một cái chức năng đó là gì? Đó là File System Routing Các bạn có thể xem vào phần tài liệu ha Click vào cái phần Features và chọn vào menu là File System Routing Tức là nó sẽ tự cấu hình cho chúng ta về mặt Router chúng ta chỉ cần tạo ra những cái file đại diện cho một cái bay nào đó trong ứng dụng thì mặc định cái bay đầu tiên nó vào nó chính là cái trang index thì cái trang này nó coi như là trang home trang home nó sẽ tương ứng với cái đường dẫn là sheet. thì lúc này chúng ta mường tượng và nhớ lại một phần kiến thức quan trọng về Vue.js ha đó chính là gì đó chính là view router thì trong phần router chúng ta cần phải chủ động cấu hình những cái những cái trang bao gồm những phần tử trong một cái array như thế này Và mình phải khai báo phần đường dẫn Rồi sau đó chúng ta import cái phần view router vào Và chúng ta cấu hình như sau Và lúc đó gắn vào trong cái đối tượng vô chính Của cái ứng dụng của mình Thì lúc này Nugjet nó sẽ làm toàn bộ cái việc này cho chúng ta ha Nó sẽ có hệ thống file system Tức là nó sẽ đọc cái cấu trúc file của mình đã tạo Và từ cái cấu trúc file này Nó sẽ tự render ra cho chúng ta Cái phần array Nó, nó tự xử lý và nó hiển thị ra chúng ta cái phần array này Và nó tự kết nối cái array này Với cái phần view router giúp mình chúng ta chỉ cần tạo file mà thôi vậy thì lúc này để tạo ra những cái cấu trúc khác thì cũng khá là cơ bản thôi ví dụ chúng ta muốn truy cập vào một cái đường dẫn là xuyệt user thì lúc này mình sẽ coi cái thằng user này nó là một cái file hoặc là một cái thư mục các bạn nhớ ha nó là một cái file hoặc là một cái thư mục giả sử mình tạo nó là một cái file đi thì lúc này chúng ta chỉ cần vào trong cái thằng bay này tạo là user chấm view rồi ở trong đây chúng ta sẽ sử dụng cú pháp như sau ha mình viết từ khóa viết tắt này view with default thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái cấu trúc tương tự như này thì các bạn sẽ cài các gói mà mình đã giới thiệu rồi ha đó là thằng v2 và thằng view vs code snippets ok rồi ở trong đây mình sẽ ghi một cái thẻ h1 cơ bản thôi đó là user page đây là user bay chẳng hạn đấy rồi lúc này chúng ta sẽ chạy lên lại trình duyệt và mình sẽ gõ cái phần đường dẫn là Sweet user rồi Xóa không có cái số 12 này ha. Sự user. Ok, thì đây chính là user bay và chúng ta đã truy cập được vào trong cái file. Rất là tiện lợi ha, mình không cần phải có hình gì cả. Thì nếu như các bạn nào mà không muốn, muốn sử dụng server rendering á thì chúng ta cũng có thể lợi dụng cái chức năng này của thằng nacs tại vì nacs nó cho giúp chúng ta thực hiện hai option ha mình có thể code cái ứng dụng liên quan tới clan -side rendering chứ không nhất thiết phải là server side mới dùng được nacs ha chúng ta vẫn có thể sử dụng Client-Side rendering và lợi dụng những cái chức năng đã có sẵn của thằng Notreat để mình làm đối với thằng Viewreat nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều thì đó là cái thứ nhất chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn vào trong cái file index là thằng trang chủ này thì trong đây các bạn thấy là có một cái component nó trỏ ra bên ngoài đó chính là cái thằng logo thấy chưa logo chính là cái phần giao diện mà chúng ta thấy ở ngoài đây này khi mình truy cập vào trang chủ thì mình sẽ có được cái logo và có được cái phần tiêu đề ở đây và có được một số cái phần giao diện có sẵn của CSS đúng chưa? các bạn kéo xuống bên dưới ha, nó cũng tương tự như kiến thức về Vue.js thôi. Chúng ta sẽ viết cái phần CSS ở đây. thì mình có thể viết trực tiếp ở đây hoặc là mình import từ một cái file ở bên ngoài. thì cái này mình sẽ nói sau ha. tạm thời mình xóa đi cho nó gọn đã. OK, trên này mình cũng tạm thời xóa đi cho nó gọn này. và nếu như bạn nào học chắc về Vue.js á, lúc này chúng ta sẽ thấy có một cái gì đó bất thường ở đây ha. bất thường ở chỗ nào? thì chúng ta có một clip ở bên ngoài và bên trong này mình có cái gì mình có cái logo đúng không mình có cái logo và các bạn phải đặt câu hỏi là tại sao cái logo này nó có thể hiểu được đúng không thì quay trở lại kiến thức về vue Jet đi chúng ta muốn sử dụng một cái component nào đó ở bên ngoài thì rõ ràng mình phải import vào trong đây và mình phải đăng ký cái component này thì thằng vue Jet nó mới hiểu bạn nào còn nhớ không chúng ta sẽ sử dụng cái view snippet để mình sinh ra cho nhanh ha các bạn gõ là v component đây đây là cách mà chúng ta đăng ký một cái component ở trong Vue.js thì tại sao trong Node.js mà mình không cần phải làm việc này đấy lúc này các bạn sẽ để ý kỹ ở trong cái cấu trúc thư mục mình còn thêm một cái file nữa khá là đặc biệt ha đó chính là file node.config.js thì trong cái file này là một cái file cấu hình cho toàn bộ cái hệ thống của thằng Node.js nó sẽ giúp cho chúng ta cấu hình thêm những cái phần tử khác liên quan ví dụ như mình có một cái mốt này là universal đây là cái bước mà chúng ta đã lựa chọn trong cái bước cài đặt đúng không mình đã cài đặt ứng dụng của chúng ta là universal tức là theo kiểu server side rendering và cái target của mình chọn theo kiểu là server node.js đấy thì mọi thông tin nó sẽ được gắn vào trong đây tương tự xuống bên dưới mình cũng có rất nhiều thông tin khác ha ví dụ như là global cds này rồi plugin này và đặc biệt những cái phần khác mình sẽ tìm hiểu sau. Ở đây mình chỉ cần tìm hiểu một cái thuộc tính khá là quan trọng đó chính là thằng components. Thì ở đây các bạn thấy là cái giá trị này mặc định nó đưa về true, tức là nó auto import component. Thấy chưa? Thì cái giá trị này nó sẽ hiểu như thế nào? Nó sẽ hiểu mình có một cái thư mục mẫu là thư mục component và khi mà chúng ta chạy lên đó, nó sẽ load ha, nó sẽ scan hết toàn bộ các component mà mình có sử dụng ở trong đây và nó auto import chúng mình luôn. Vậy thì nếu như mình đưa cái giá trị này về Phone. đưa về phone các bạn để ý trong cái phần uh, terminal ha khi mình lưu lại này thì cái hệ thống hot reload của thằng not js nó sẽ chạy lại và nó thiết lập lại giúp mình và khi chúng ta đưa về phone á các bạn sẽ quay trở lại trình duyệt và mình kiểm tra phần tử lúc này chúng ta sẽ reload lại trang ha và bây giờ các bạn thấy là cái logo của mình đã biến mất và trong phần console chúng ta sẽ nhận được một cái câu thông báo rất là quen thuộc trong khoa học view js đó là gì đó là nó không hiểu về cái element này được chưa? Nó không hiểu cái thằng logo này là gì cả. Chúng ta cần phải đăng ký component này thì nó mới hiểu. Cho nên lúc này nếu như làm theo cách thông thường, chúng ta sẽ phải import ở trong đây theo cú pháp như thế này để mình đăng ký component, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thử chạy lại ha. Nó lại trang này. Rồi, các bạn thấy là logo in not defined tại vì chúng ta chưa import đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành import logo from ví dụ mình đang đứng trong thư mục này, chúng ta ghi là chấm sweet component và đi vào trong thằng logo. Thì đây là cách import rất là thường rồi, đúng không? Chúng ta dùng trong khoa view JS rồi, bây giờ mình sẽ thử chạy lại đã ha. Reload lại trang. Đấy, lúc này các bạn thấy là logo chúng ta mới xuất hiện và đây chính là cái cách mà chúng ta import theo cách thông thường. Còn nếu như chúng ta thấy phiền, chúng ta không muốn phải chủ động import tất cả những thứ này thì mình có thể thay đổi giá trị này về true. Về true để cho nó auto import giúp mình luôn. Thì cái này cũng có cái lợi cũng có cái hại ha. Nếu như chúng ta sử dụng thoải mái quá thì sau này mình sẽ không kiểm soát được cái ứng dụng của mình. Đấy, và các bạn nhớ là cái chức năng này nó chỉ có tồn tại ở trong một số phiên bản mới thôi. Ví dụ các bạn truy cập vào cái đường link này. Đây, mình lên tài liệu chính thức của thằng NestJS. Và cái thuộc tính này á nó chỉ có tác dụng ở trong phiên bản 2.13 trở lên. Thì trong quá trình cài đặt các bạn đã biết rồi ha, hiện tại mình đã cài đặt phiên bản mới nhất, đó là phiên bản 2.14.1. Cho nên là nếu như bạn nào đang sử dụng phiên bản thấp hơn á thì chúng ta sẽ không sử dụng được cái thuộc tính này. Được chưa? Cho nên khi mình dùng thì mình cũng phải cân nhắc ha. Nếu chúng ta muốn auto import thì mình sau này mình nên sử dụng cái kiến thức liên quan tới plugin của thằng Next.js cũng như là thằng vue Nếu chúng ta sử dụng trong một ứng dụng quá lớn mà mình cứ auto import như thế này thì cũng khá là nguy hiểm, được chưa? Thì đây mình sẽ tạm thời đưa về phone. Và quay trở lại thằng index. Lúc này chúng ta cũng có một cái cách import khác khá là hay, đó là gì? lúc này khi mà chúng ta chấm chấm thư mục như này là chúng ta đang điều hướng thư mục theo dạng tương đối đúng không từ trong cái file index mình phải nhảy ra một cấp và đi vào thư, thư mục là components thì lúc này nắp nó cũng cấu hình sẵn cho chúng ta ở phía web Bắc là bằng một cái gọi là cái alias ha alias tức là một cái bí danh thay cho cái phần đường dẫn này thì khi mà chúng ta ghi là a còng thì khi mình ghi là a còng đó, nó sẽ tự động nó hiểu chính là cái thư mục gốc của mình và chúng ta có thể trỏ tới cái thư mục component thoải mái ở bất kỳ đâu mà mình không cần quan tâm đến cái cấu trúc lồng nhau bao nhiêu mình cũng không cần quan tâm nhảy ra bao nhiêu cấp cả chúng ta chỉ cần sử dụng cái dấu a còng này là nó coi như nằm trong thư mục gốc và mình chỉ cần đi vào những cái thư mục con bên trong là xong đấy thì sau này chúng ta có thể copy cái dòng này ra mọi nơi mà chúng ta không sợ phải điều chỉnh lại cái phần cấu trúc thư mục ha ok rồi thì lại trang đấy nó vẫn như mọi bình thường và các bạn thấy là cái hệ thống file system routing của thằng này này Nó sẽ làm được tất cả những thứ mà thằng view router nó làm được Và nó còn hỗ trợ thêm một số tính năng khác đặc biệt hơn Thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong video sau liên quan tới dynamic routing Và liên quan tới việc tạo những cái bay lồng nhau